Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào học sinh, chào mừng các em đã quay trở lại với các bài giảng của trang khóa học.vizach.com và cô là cô Nguyễn Diệu Linh. Ở các bài trước chúng ta đã học về phép nhân số nguyên rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tự đặt câu hỏi trong đầu là liệu phép nhân số nguyên có những tính chất gì đặc biệt và các tính chất đó nó có giống như là trong tập hợp số tự nhiên hay không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng cô học bài 12 tính chất của phép nhân để trả lời câu hỏi đó nhé. Và như vậy, trong sách giáo khoa người ta cũng nói cho chúng ta biết là phép nhân các số nguyên thì cũng có các tính chất như phép nhân các số tự nhiên. Vậy thì cụ thể là như thế nào nhỉ? Chúng ta cùng học phần 1 nhỏ là tính chất đầu tiên. Nhắc đến phép nhân là nhắc đến tính chất giao hoán. Tính chất giao hoán nói là khi cô lấy A nhân B số nguyên A nhân số nguyên B thì cô cũng bằng với kết quả là số nguyên B nhân số nguyên A. Ví dụ ta thấy là 2 nhân âm 3 cũng bằng âm 3 nhân với 2 tại vì đều bằng âm 6. Hay là cô lấy âm 4 nhân âm 7 nhân âm 4 thì cũng bằng âm 4 nhân âm 7 và đều bằng dương 28, đúng không? Tiếp theo phần 2 là tính chất kết hợp. Tính chất kết hợp là nếu cô có 3 số nguyên nhân với nhau thì cô có thể ghép từng cụm 2 số nguyên bất kỳ nào đó nhân với nhau chứ cũng được, miễn là cô ghép sao cho được kết quả thật là đẹp. Để phần 2, cô có 3 số nguyên A, B, C nhân với nhau thì cô có thể lấy A nhân B rồi mới nhân C, hoặc là cô có thể lấy B nhân C nhân trước rồi cô mới nhân với A. Ví dụ như cô có 3 số nguyên là 9 nhân âm 5 nhân 2 thì cô có thể lấy 9 nhân âm 5 nhân trước rồi mới nhân 2, hoặc cô lấy âm 5 nhân với 2 trước rồi mới nhân 9 cũng được, và kết quả của chúng ta đều ra là âm 90. Và ta thấy là với tính chất này thì chúng ta có thể phát triển lên tích của rất nhiều số, 3 số, 4 số, 5 số. Dù cho bất kỳ là bao nhiêu số chúng ta cũng đều áp dụng được, miễn là ở đây chúng ta phép tính của chúng ta chỉ toàn phép tính nhân nhá, nhân các số nguyên. Và từ đấy ta sẽ có lưu ý là khi thực hiện phép nhân nhiều số nguyên ta có thể dựa vào tính chất giao hoán và kết hợp như chúng ta vừa nói để có thể là đổi vị trí hoặc là nhóm các thừa số thích hợp. Và với tương tự như số tự nhiên thì ta cũng sẽ có lũy thừa của một số nguyên. Đó chính là ta cũng gọi tích của n số nguyên A, ta gọi nó là lũy thừa bậc n của số nguyên A. Và ta sẽ đọc y hệt như đối với số tự nhiên. Ví dụ nếu như cô tính âm 2 mũ 3 hay đây gọi âm 2 lập phương thì như vậy nó bằng tích của 3 số âm 2 nhân với nhau. Kết quả bằng bao nhiêu nhỉ? À, bằng, ta thấy âm 2 nhân âm 2 là dương 4 đúng không? Dương 4 nhân âm 2 là âm 8 nhá. Đó. Bây giờ phần hỏi chấm 1 hỏi chúng ta là tích của một số chẵn các thừa số nguyên âm có dấu gì? Và tích của một số lẻ các thừa số nguyên âm có dấu gì? Thì chúng ta có thể là cùng cô thực hiện một số phép tính nhân để nhận xét nhé.
Ví dụ chúng ta sẽ tính các cái lũy thừa sau đây này. Âm 2 mũ 1, âm 2 mũ 2, âm 2 mũ 3, âm 2 mũ 4 và âm 2 mũ 5. Thì ở đây ta thấy là âm 2 mũ 1 thì kết quả vẫn bằng âm 2. Âm 2 mũ 2 thì nó chính là âm 2 nhân với âm 2 đúng không? Cô có âm nhân âm là dương, nhận được dương 4. Âm 2 nhân âm 2. Âm 2 mũ 3 là tích của 3 số âm 2 nhân với nhau. Thì ta có hai anh này bằng 4 rồi. Cô chỉ cần lấy 4 nhân âm 2. Thì cô được kết quả là âm 8. Tiếp theo cô có âm 2 mũ 4 là tích của 4 thừa số âm 2 nhân với nhau. Thì ở trên ta vừa có là tích của 3 thừa số là âm 8 rồi. Vậy đây cô chỉ cần còn thay cụm này là âm 8 đúng không? Cô có âm 8 nhân với số âm 2 này thì bằng dương 16. Tiếp theo là âm 2 mũ 5 thì là âm 2 nhân âm 2 nhân âm 2 nhân âm 2. 5 số âm 2 nhân với nhau. Ta có tích của 4 số âm 2 là 16 rồi. Vậy tích của 5 số là cô lấy 16 nhân với âm 2. Thì chúng ta sẽ được kết quả bằng, ta có 16 nhân âm 2, kết quả chúng ta là bằng âm 32. Như vậy ở đây, nếu ta xét lũy thừa của âm 2 với số mũ là lẻ, số mũ lẻ là 1 này, 3 và 5. Với số mũ lẻ như thế này thì kết quả chúng ta nó đều mang dấu âm. Còn với số mũ chẵn là 2 và 4 này thì ta thấy kết quả mang dấu dương. Như vậy ta nhận xét là với một lũy thừa của các số nguyên âm với số mũ lẻ, kết quả mang dấu âm. Còn với số mũ chẵn thì kết quả mang dấu dương. Và cái điều này thì nó cũng đúng với tích của số chẵn và số lẻ, các số nguyên âm. Đúng không? Nhận xét nhé. Tích của một số chẵn, các số nguyên âm. Đúng không? Khi cô lấy bội, cô khi cô lấy số mũ chẵn thì như vậy chính là cô cũng lấy tích chẵn của các số nguyên âm ở đây. Thì như vậy nó mang dấu dương. Kết quả sẽ ra dấu dương. Còn tích của số lẻ, các số nguyên âm. Tích của số lẻ là trường hợp 1, 3 và 5 đây. Đúng không? Thì đây cô cũng là nhân số lẻ các số nguyên âm đấy. Tích một số lẻ các số nguyên âm thì nó mang dấu âm. Được chưa? Đó là phần chúng ta lưu ý nhé. Và phần nhận xét của chúng ta cũng đã trả lời câu hỏi này rồi. Nếu có một số chẵn các thừa số nguyên âm thì tích mang dấu dương. Còn nếu tích của một số lẻ các thừa số nguyên âm thì tích sẽ mang dấu âm. Chất thứ ba là tính chất nhân với số 1. Thì ta thấy là mọi số nhân với 1 thì vẫn bằng chính nó. Phần 3 cô có nhân với số 1 đúng không? Thì cô có A nhân với 1 thì vẫn là bằng 1 nhân với A. Và kết quả chúng ta vẫn bằng chính số A. Thế phần hỏi chấm 3. Để bài bảo là A nhân với âm 1 thì cũng giao hoán nhưng cũng bằng âm 1 nhân với A. Và bằng gì nhỉ? À, bằng số đối của A. Tức là bằng trừ A. Rồi. Như vậy phần hỏi chấm 4 chúng ta xem nhé. Bạn Bình nói rằng bạn ấy nghĩ ra được hai số nguyên khác nhau nhưng
bình phương của chúng lại bằng nhau. Hỏi bạn bình nó có đúng hay không? Hai số nguyên mà bình phương của chúng vẫn bằng nhau. Hai số nguyên lại khác nhau. Chúng ta có nghĩa được số nào không nhỉ? À, nếu chúng ta quan sát bài trước thì chúng ta đã học về bình phương của số 3. 3 bình là bằng 3 x 3 bằng 9 đúng không? Và số âm 3, cô bình phương lên thì cô có âm nhân âm ra dương, thì vẫn là 3 x 3, vẫn là bằng dương 9 đúng không? Đấy. Như vậy đây là cô thấy là có rất nhiều các số nguyên khác nhau nhưng bình phương của chúng lại bằng nhau. Và đấy người ta gọi đó là hai số nguyên gì nhỉ? À, hai số nguyên đối nhau đấy. Hai số nguyên đối nhau thì bình phương của chúng cũng đều bằng nhau. Ví dụ như là 4 bình thì cũng bằng âm 4 bình và tất cả đều bằng 16 đúng không nào? Và rất nhiều các cặp khác nhá. Miễn là chúng là hai số đối nhau là được. Và cuối cùng, tính chất thứ tư chúng ta học là tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng. Tính chất thứ tư. Tức là cô có A nhân với cả cụm B cộng C đúng không? Thì nó cũng bằng A nhân với B cộng với A nhân C. Là tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng. Chúng ta nhớ là tính chất này cũng đúng với phép trừ. Tức là A nhân với hiệu của B trừ C thì cũng bằng A nhân B rồi trừ đi A nhân C. Rồi, chúng ta cùng quan sát phần hỏi chấm 5. Hãy tính bằng hai cách và so sánh các kết quả trên. Câu A của chúng ta là âm 8 cách 1 nhé. Cô lấy âm 8 nhân với 5 cộng 3 đúng không? Cách 1 của cô là cô tính trực tiếp luôn. Lấy 5 cộng 3 là 8 đúng không? Cô có âm 8 nhân với dương 8 thì kết quả bằng dấu âm. Và ta lấy hai giá trị thì đối nhân với nhau là 8 x 8 là 64. Cách 2 của chúng ta là chúng ta dùng tính chất gì nhỉ? À, chúng ta dùng tính chất thứ tư, phân phối giữa phép nhân và phép cộng. Thì cô sẽ lấy một số nhân một tổng thì bằng số đó nhân lần lượt từng số hạng trong tổng rồi cộng với nhau. Như vậy đây cô sẽ làm là âm 8 thì cô nhân với 5 trước, rồi cô cộng với âm 8 nhân với 3. Như vậy cô được âm 8 nhân với 5 bằng bao nhiêu? À, bằng âm 40. Cộng với âm 8 nhân với 3, cô được âm 24. Những kết quả của cô bằng âm 64. Chúng ta làm tiếp câu B. Câu B chúng ta cũng có hai cách để làm đúng không nào? Đấy là kết quả này đều bằng nhau. Đương nhiên là khi chúng ta làm bằng hai cách, kết quả phải bằng nhau rồi. Nếu kết quả mà khác nhau thì chứng tỏ nó làm sai mất rồi. Tiếp theo câu B nào. Câu B cách 1 của cô là cô cũng tính trực tiếp đúng không? Cô lấy âm 3 cộng 3 thì tổng bằng mấy? Bằng 0. Vậy 0 nhân âm 5 thì vẫn bằng 0. Cách 2 của chúng ta thì ta lấy một tổng nhân một số, thì như vậy chúng ta cũng lấy từng số hạng trong tổng nhân với số bên ngoài. Tức đầu tiên cô lấy âm 3 nhân âm 5, rồi cô cộng với 3 nhân âm 5, thì cô có âm 3 nhân âm 5 thì kết quả của cô bằng dương 15. Và 3 nhân với âm 5 cũng bằng bao nhiêu nhỉ? À, nhân khác dấu thì bằng âm 15. Và cô có 15 cộng âm 15 thì kết quả của cô sẽ bằng mấy? À, thì đương nhiên sẽ bằng 0 rồi. Rồi, như vậy chúng ta đã học xong lý thuyết của bài tính chất các phép nhân đúng không? Chúng ta có 4 tính chất. Tính chất đầu tiên là tính chất giao hoán.
chất thứ hai là kết hợp, tính chất thứ ba là nhân với số 1 và tính chất thứ tư là phân phối, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập làm các bài tập nhé. Tiếp theo chúng ta cùng cô làm bài tập 90. Câu A của chúng ta là thực hiện các phép tính 15 nhân âm 2 nhân âm 5 nhân âm 6. Vậy thì ở phép tính này chúng ta sẽ nhóm các thừa số nào với nhau? À, ta sẽ nhóm âm 2 với âm 5, đúng không? Kết quả rất là đẹp. Như vậy còn 15 nhân âm 6 nữa. Vậy đầu tiên là 15 nhân âm 6. Rồi ta lấy âm 2 nhân âm 5. Và ta có 15 nhân âm 6 là nhân hai số nguyên khác dấu thì chúng ta sẽ được kết quả bằng dấu âm. Và ta có 15 nhân 6 là 90. Vậy cô được âm 90. Âm 2 nhân âm 5 là nhân cùng dấu thì kết quả chúng ta bằng dấu dương, đúng không? Thì chúng ta sẽ được là dương 2 nhân 5 là dương 10. Vậy âm 90 nhân 10 đến đây lại là nhân khác dấu thì kết quả chúng ta vẫn bằng dấu âm. Và ta có 90 nhân với 10 là 900. Vậy được kết quả là âm 900 nhé. Câu B. Ta có 4 nhân 7 nhân âm 11 nhân âm 2. Vậy thì ở đây để nhân cho dễ thì chúng ta có thể là nhóm các số nguyên mà cùng dấu nhân với nhau. Tức là cô lấy 4 nhân 7 và cái nhóm còn lại của cô là âm 11 nhân âm 2. Đến đây cô có 4 nhân 7 là 28. Còn âm 11 nhân âm 2 thì ta có âm nhân âm thì kết quả dấu dương, đúng không? Và tiếp theo ta chỉ cần lấy 11 nhân 2 là 22. Vậy thì ở đây ta có 28 nhân 22. Chúng ta nhân ra xem kết quả bằng bao nhiêu. Chúng ta được là 616. Tiếp theo bài 91. Hãy thay một thừa số bằng tổng để tính sao cho hợp lý. Vậy thì ở bài 91 này, đúng không? Ta có câu A này. Âm 57 nhân 11. Thì ta thấy là với hai thừa số này, thừa số nào gần số tròn trục hơn? À, số 11 gần số tròn trục hơn. 11 bằng tổng của 10 cộng 1. Như vậy đây âm 57 cô giữ nguyên này. 11 cô thay là 10 cộng 1. Đến đây thì nó rất là quen thuộc rồi. Chúng ta dùng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng. Nó sẽ bằng âm 57 nhân với lần lượt từng số hạng trong tổng này. Tức là đầu tiên cô sẽ lấy âm 57 nhân với 10 trước. Rồi cô cộng với âm 57 nhân với 1. Thì đây chúng ta sẽ được kết quả là âm 57 nhân 10 là nhân khác dấu, kết quả bằng dấu âm. Còn 57 nhân với 10 bằng 570. Và âm 57 nhân với 1 cũng thế, cũng là nhân hai số nguyên khác dấu. Thì kết quả của chúng ta vẫn là mang dấu âm, đúng không? Ở đây ở giữa phép tính cộng vẫn chép xuống này. Còn âm 57 nhân 1 chúng ta bằng âm 57. Đến đây ta có âm 570 cộng âm 57 là cộng hai số nguyên cùng dấu. Thì chúng ta cộng hai giá trị tuyệt đối, đúng không nào? Kết quả mang dấu âm. Bên trong chúng ta lấy 570 cộng với 57. Thì chúng ta sẽ được kết quả là âm 627. Và tương tự chúng ta làm câu B. 75 nhân âm 21. Thì với câu B này, chúng ta thấy ra số âm 21 nó gần với số chuẩn trục là gần với số bao nhiêu? À, gần số âm 20, đúng không? Thì âm 21 của mình sẽ tách ra là tổng của âm 20 cộng bao nhiêu? Thì được âm 21 nhỉ? À, âm 20 cô cần cộng thêm âm 1. Đến đây thì cô sẽ lấy
75 nhân với cả tổng này đúng không? Thì nó sẽ bằng 75 nhân lần lượt với từng số hạng trong tổng. Tức là bằng 75 nhân âm 20. Rồi có cộng với 75 nhân âm 1. Cô có 75 nhân âm 20 là bằng cái quả mang dấu âm. Và 75 nhân 20 của chúng ta bằng bao nhiêu? Âm 1500. Cộng với đây, ta có 75 nhân âm 1 thì bằng âm 75. Thì như vậy, đây là cộng hai số nguyên cùng dấu âm thì kết quả của chúng ta mang dấu âm rồi. Và bên trong chúng ta cộng hai giá trị được đối với nhau. Là cô lấy 1500 cộng 75 thì cô sẽ được là âm 1575. Rồi, đó là bài 91. Chúng ta làm tiếp bài 92. Câu A, cô có 37 trừ đi 17 nhân âm 5. Rồi cộng 23 nhân âm 13 trừ đi 17. Chúng ta nhìn cụm trong ngoặc có mối liên hệ đặc biệt gì không? À, ta thấy là ta nhẩm thử nhé. 37 trừ đi 17 bằng 20. Và ở đây là âm 13 trừ đi 17 đúng không? Thì nó là ta đổi thành là âm 13 cộng âm 17 ấy. Đúng không nào? Mà âm 13 cộng âm 17 của chúng ta được kết quả là âm 30. Như vậy là cái kết quả này chúng ta nhân ra thì tính trong ngoặc ra thì kết quả nó sẽ tròn. Nên là cô sẽ tính trực tiếp trong ngoặc này. Ta có 37 trừ 17 là 20 nhân với âm 5. Còn đây là 23 nhân với cả âm 13 trừ 17 là âm 13 cộng âm 17 bằng âm 30. Đến đây cô thực hiện phép tính nhân trước đúng không? Cô có 20 nhân âm 5 là nhân khác dấu kết quả bằng dấu âm. Và ta có 20 nhân 5 là 100. Vậy âm 100 cộng với ở đây ta có dương nhân âm kết quả bằng dấu âm. Và ta nhân hai giá trị tuyệt đối với nhau là 23 nhân 30. Thì kết quả chúng ta sẽ được là 690. Như vậy ta có là âm 100 cộng âm 690. Thì đây là cộng cùng dấu đúng không? Cô đặt dấu âm chung. Và bên trong cô cộng hai giá trị tuyệt đối này với nhau. 100 cộng 690 bằng 790 nhé. Tiếp theo chúng ta làm câu B. Âm 57 nhân 67 trừ đi 34. Rồi trừ đi 67 nhân 34 trừ đi 57. Chúng ta thấy đây là có số âm 57. Thì đây cũng âm 57 này. Đây có 67, cụm bên này có 67. Đây có 34, cụm bên này có 34. Như vậy là có 3 cái số hạng này nó đổi vị trí cho nhau đúng không? Nên để cách làm nhanh câu này ấy, thì cô hướng dẫn chúng ta là chúng ta sẽ dùng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng. Hay cụ thể đây là trong ngoặc chúng ta phép trừ đúng không? Thì nó cũng tương tự như thế. Nó là tính chất phân phối giữa phép nhân và phép trừ. Đầu tiên số âm 57 nhân với hiệu này đúng không? Thì cô lấy âm 57 nhân lần lượt với số bị trừ là âm 57 nhân với 67 này. Ở đây cô có dấu trừ, phép tính trừ của cô. Rồi cô lấy âm 57 nhân với 34. Tiếp theo trừ đi cả cụm 67 nhân với cả cụm 34 trừ 57. Thì cô viết ngoặc cô viết ngoặc tròn nhá. Cô coi như cô che phần đằng trước này. Đúng không? Thì cô chỉ còn là cụm 67 nhân với cái số 67 nhân với cái cụm 34 trừ 57. Thì nó sẽ là bằng 67 nhân với 34 trước. Rồi cô trừ đi 67 nhân 57. Đúng ngoặc vào. Đến đây chúng ta có âm 57
nhân 67 này. Chỗ này cô có trừ đi âm, đúng không? Thì cô đổi thành gì? Đổi thành dương luôn. Tức là cộng với 57 nhân với 34. Còn ở trong ngoặc này của cô đúng không? Cô phá ngoặc đi. Trước ngoặc là dấu trừ, nên khi phá ngoặc chúng ta nhớ gì nhỉ? Nhớ đổi dấu cho cô nhá. 67 nhân 34 thì cô sẽ đổi dấu đi. Cụm này nó mang dấu dương thì khi phá ngoặc đi cô đổi thành là trừ 67 nhân 34. Còn ở đây là 67 nhân 57. Trước ngoặc là dấu trừ thì cô đổi thành dấu cộng 67 nhân 57. Đến đây cô có 1, 2, 3, 4 số hạng. Thì chúng ta sẽ giao hoán và để ghép các số hạng thích hợp. Thì cô sẽ ghép âm 57 nhân 67 với cả gì nhỉ? À, với cả 67 nhân 57 đây, cộng với 67 nhân 57. Thì thế là hai cụm này giống nhau đúng không? Nó chỉ khác nhau về dấu thôi. Như vậy đó là hai số đối nhau. Hai số đối nhau thì tổng chúng ta bằng mấy? À, bằng 0. Vậy cả anh này bằng 0 nhá. Và ta còn lại hai anh là 57 nhân 34. Rồi trừ đi anh 67 nhân 34. Đến đây tổng nó bằng 0 rồi, không cần viết cũng được. Và ta còn cụm này chúng ta đặt được gì ra ngoài? À, đặt được 34 chung ra ngoài. Nhân mở ngoặc. Trong ngoặc của cô còn 57 trừ đi 67. Vậy 34 cô giữ nguyên. 57 trừ 67 thì chính là 57 cộng âm 67 đúng không? Để nháp đúng không? Cô lấy 57 cộng âm 67 thì kết quả chúng ta có nhiêu? À, ta lại cộng khác dấu thêm tính trừ đúng không? Còn đây kết quả mang dấu của số có giá trị đều lớn hơn, vậy bằng âm 10. Vậy ta có 34 nhân âm 10 và kết quả chúng ta bằng âm 340. Rồi, đó là cách làm bài 92. Chúng ta làm tiếp bài 93. Tính nhanh, chúng ta lại dùng các tính chất của phép nhân vừa rồi chúng ta áp dụng vào. Ta cùng làm bài 93. Câu A của chúng ta là cô có âm 4 nhân dương 125 nhân âm 25 nhân âm 6 nhân âm 8. Vậy thì đây cô sẽ ghép các đề tích của các thừa số đúng không? Thì cô có thể dùng tính chất giao hoán và kết hợp. Cô nhóm các thừa số thích hợp với nhau. Vậy thì đầu tiên là cô sẽ nhóm cặp thừa số bao nhiêu nhỉ? À, âm 4 phải đi với gì? Âm 4 phải đi với âm 25. Tiếp theo là cô sẽ ghép tiếp 125 với cả âm 8 đúng không? Cái bộ này rất là quen thuộc rồi. Và cuối cùng ta chỉ còn thừa lại âm 6. Đến đây cô có âm 4 nhân âm 25 nhân hai số nguyên âm thì tích mang dấu dương. Và cô chỉ cần lấy 4 nhân 25 được 100. Nhân với ở đây, ta có 125 nhân âm 8 thì dương nhân âm, kết quả mang dấu âm. Và ta lấy 125 nhân 8 là 1000, ta được âm 1000. Nhân tiếp âm 6. Thì đây cô có thể là làm phép tính nhân hai số nguyên âm này trước đi, kết quả mang dấu dương đúng không? Chúng ta có âm 1000 nhân âm 6 thì được 6000. Vậy cô có 100 nhân với 6000 và kết quả của chúng ta là bằng 600000. Đó là câu A. Chúng ta làm tiếp câu B này.
Có âm 98 nhân 1 trừ 246. Rồi lại trừ 246 nhân 98. Ở đây cô sẽ nhân dùng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng để cô nhân tung cụm này ra nhá. Thì nó là âm 98 nhân 1 tổng đúng không? À, nhân với 1 hiệu thì sẽ bằng âm 98 nhân số bị trừ. Rồi trừ đi âm 98 nhân với số trừ đúng không nào? Vậy cô có âm 98 nhân 1 này. Rồi trừ đi âm 98 nhân 246. Rồi cô trừ đi 246 nhân 98. Thì hiệu đầu tiên của cô có âm 98 nhân 1 thì vẫn là bằng âm 98. Còn ở đây trừ đi âm thì chúng ta đổi thành là phép tính gì luôn? À, cộng luôn. Cộng luôn 98 nhân 246. Rồi cô trừ đi 246 nhân 98. Thì đây cô có thể nhóm luôn cụm nào hai này với nhau cho nó đẹp nhá, tức là 98 nhân 246 rồi trừ đi 246 nhân 98. Thì rõ ràng tích này của chúng ta nó là hai tích giống nhau, hiệu bằng 0. Vậy kết quả của cô là âm 98 nhá. Đó là bài 93. Chúng ta nhìn bài 94. Viết các tích xong dưới dạng lũy thừa thì hoàn toàn là nó sẽ tương tự như với chương số tự nhiên. Chỉ có điều ở đây là cơ số của chúng ta sẽ là số nguyên thôi. Ở đây cô có số nguyên âm, âm 5 đúng không? Có mấy số nhân với nhau? Có 5 số. 5 số âm 5 nhân với nhau. Như vậy chúng ta viết thành lũy thừa là gì nhỉ? Lũy thừa bằng âm 5 tất cả mũ 5 đúng không? Đó, thì tương tự câu B cô sẽ có là âm 2 nhân âm 2 nhân âm 2 rồi nhân với âm 3 nhân âm 3 nhân âm 3. Viết tất cả các tích dưới dạng một lũy thừa, tức là các lũy thừa của chúng ta cơ số phải giống nhau. Nhưng đây cơ số 2 và 3 đúng không? Cơ số âm 2 và âm 3 chưa giống nhau. Ở đây có mấy số âm 2 à? Nó thấy có 3 số âm 2. Có mấy số âm 3? 3 số âm 3. Như vậy là các cái số hạng nó bằng nhau đấy, số lượng bằng nhau, như vậy là vừa đủ. Thì cô sẽ ghép âm 2 và âm 3. Rồi cô sẽ ghép tiếp âm 2 ở đây, âm 3 ở đây tiếp. Cuối cùng ta còn cặp âm 2 ở đây và âm 3 ở đây. Và ta có âm 2 nhân âm 3 đúng không? Âm nhân âm chúng ta sẽ mang dấu dương. Và kết quả bằng tích của hai giá trị tuyệt đối là 2 nhân 3 là 6. Cô có 6 nhân 6 nhân 6. Đó. Vậy 3 số 6 nhân với nhau. 2 số 6 đầu tiên nhân với nhau là 36 rồi. 36 nhân với 6 chúng ta kết quả là bằng 216. Rồi. Đó là phần lý thuyết và bài tập của bài tính chất phép nhân chúng ta được học nhé. Rồi, chào tạm biệt các em, chúng ta sẽ cùng gặp lại cô ở bài học sau nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.